Hello, xin chào các bạn. Và bây giờ là tụi mình sẽ bắt đầu mở trái cây ra ăn. Rồi đổ vỏ ra cho. Quá xá là ngon, đu đủ. Papaya. Ngon quá đi à. Táo gì? Gì quên rồi, không phải táo mà kêu bằng gì quên người ta. Mango. Đúng rồi. Cái gì màu xanh nãy gì mango quên này. Màu xanh á. Mango màu xanh á. Dream. Dream mango. Đúng rồi, hay quá. Này là cái gì? Pineapple. Pineapple á, cái gì? Rồi. Apple. We ready to eat. Show it. Ừ, vậy con chọn màu hồng. Rồi chọn cái nào lấy đi. Đừng lấy cái tay ra. Con chọn cái đầu này nè, cái đầu xỉa nè. Lấy cho em cái xỉa đi. Bi tự chọn đi. Rồi cho Bi cái màu xanh đi. Không, chọn màu trắng. Màu trắng rồi, Bi lấy màu trắng đi. Không có đụng cái tay vô đồ ăn nha Hồng. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị ăn thôi. Anh hai. Anh hai có ăn không? Anh có ăn không? Có rửa tay đây. Đi rửa tay đi lên ăn. Đúng rồi đó, có là phải rửa tay đó, muối đó. Út ăn cái này, cái này nó thối quắc luôn. Ăn được không? Út sẽ lấy một cái màu xanh, thấy luôn quá. Ăn cái này sẽ là ăn với xoài. Muối út gì không? Muối không? Rồi mạnh lên. Ui, thối lắm á, mùi thối quắc luôn á. Đây, mắm ruốc, mắm tôm. Ngon quá. Chỗ này làm mắm này ngon lắm các bạn. Mắm ruốc rất là ngon. Ôi, tôi có ăn chấm này. Con thấy muối. Con chọn cái quả rồi, con chọn mà. Con chọn cô giáo mà. Con ăn cái quả giáo. Rồi, thích chưa? Cho anh Hải ngồi anh bển đi. Hai ngồi bên đó. Rửa tay. Rửa rồi, ăn xà bông. Thật á. Đi lau cái tay đi sạch đi, để nước không. Thôi ngồi đợi tay khô. Thôi đợi là ăn hết luôn á. Muốn ngồi đợi. Ngồi đợi cũng được mà. Đợi là ăn hết luôn, lấy kiểu nó rồi. Dạ, lấy kiểu cũng tốt. Tốt thì sao? Cũng đợi đã. Nhưng mà nó đợi đi. Nó không nghe mà nó đợi. Ngon quá. Bi ăn Green mango. Bi ăn gì vậy? Đọc tên đi coi. Up the. Quá mặn.